Anh nhìn này, nhìn này, đây là đồ tùy tán. Đại bảo sao em lại? Có ai thấy em thó đồ không? Bởi mới nói anh nhát đó, đã lấy được rồi, mình cũng chạy rồi, họ đi đâu mà tìm mình? Đuổi tới thật kìa. Ai không có mắt mũi thế này? Lên xe. Nếu tôi muốn hại hai người, thì hôm đó hai người đã chết ở bến tàu rồi. Bên kia, đừng có chạy lên nữa. Đi. Ông là ai? Lão đây, là sư đệ của cha cháu, Lưu Kim Sơn. Theo vai đế, cháu nên gọi là sư thúc. Sư thúc, sư thúc. Chẳng phải tại lĩnh diệt môn rồi sao? Phải. Năm xưa xuống mộ đã mắc bẫy, thủ lĩnh Trần buông tay lìa đời. Các anh em chết oan chết cũng, chỉ mỗi tôi may mắn thoát được. 20 năm qua, tôi tìm cháu khắp nơi, nhưng lại bạch vô âm tín. Thôi, không nói chuyện này nữa, Thịnh Nhi đến đây, đợi đã. Ông muốn tôi như cha mình, đào mồ phục mã, bán đồ tùy. Tôi không thể, tại lĩnh môn, tôn kính đạo trời, làm việc trung nghĩa, lấy bảo vật trong mộ cứu giúp dân. Mặc dù đây là chuyện thất đức, nhưng cũng là hành động nghĩa hiệp. Năm đó, thủ lĩnh Trần cũng bởi do thấy bà con ăn không đủ no, mới dẫn đệ tử tạ lĩnh xuống mộ tìm bảo vật. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lưu Kim Sơn không nói thật. Năm xưa người chạy thoát khỏi mộ không chỉ có mình ông ta, đúng chứ? Tôi chỉ muốn biết lúc đó trong mộ xảy ra chuyện gì, cha tôi chết thế nào, tại sao tại lĩnh diệt môn mà Lưu Kim Sơn lại còn sống. Ma. Là ma. Ma là người. Các người đều là ma. Ma. Ma khắp nơi. Ma. Toàn là ma. Ma là người. Người là ma. Toàn là ma. Ma là người. Quải gia, người là ma. Dừng lại. Dừng lại. Quải gia, Thịnh Nhi, đây là đồ của cha cháu, cầm lấy, đi mau, đừng quay đầu lại. Sao ông ấy lại bị điên? Quải gia đa nghi. Ông ấy biết Lưu Kim Sơn tàn độc, sẽ tha tha cho ông ấy. Lúc đó đưa anh đi, nhưng con gái ông ấy không thoát được. Giờ người biết rõ chuyện xảy ra trong mộ, chỉ có Lưu Kim Sơn và quải gia. Tôi theo Lưu Kim Sơn vào sinh ra tử, làm không ít việc bẩn thỉu, nên lòng cứ bất an, luôn muốn tìm thứ gì đó kìm kẹp ông ta. Toàn là ma. Toàn là ma. Đại ca, môn quy tạ lĩnh, kẻ phản bội bất trung xử lý thế nào? Tự tử. Hám tài thì cứ hám tài đi, nhưng cậu lại cứ phạm vào điều cấm kỵ của tôi. Cho ở lại thì cứ ở lại đi, còn phụng dưỡng tận tình thế. Cậu ăn tiền của tôi, hắn ăn cơm của cậu. Hóa ra là tôi đã thắt đó hả? Sao? Lái xe thì ngon lắm à? Chú em bảo, có muốn cứu mẹ mình không? Triệu Đại Bảo bắt quải gia xuống mộ rồi. Sao cơ?
Vân Tẩm. Vân Tẩm, Vân Tẩm, là tôi. Vân Tẩm, đắc tội rồi. Hình này vẽ gì thế? Ở đây không phải mộ cổ gì hết, mà là đấu trường giác đấu. Thảo Quỷ Vương lợi dụng để bồi dưỡng quân đoàn bất tử. Cổ trùng thực ra là một loại ký sinh trùng, trùng mẹ triệu hồi ký sinh trùng thống chế số xác khô này. Anh Đại Bảo, sao giờ anh mới tới? Em sợ chết kiếp rồi. Không sao là tốt. Thịnh Nhi, cháu cũng đã xuống mộ. Quải gia, thì ra chú chỉ giả bộ. Tôi giả điên giả dại 20 năm là để bảo vệ hai người bình an. Mình có chuyện gì ra ngoài rồi nói. Năm xưa bỏ mi lại đây. Ta thật có lỗi với mi. Đi. Đi thôi. Vân Tẩm, qua đây. Ông không giết Tà Tâm. Lúc đó ông hại chết thủ lĩnh Trần. Bây giờ lại muốn hại mấy đứa lớp con cháu sao? Chẳng phải thủ lĩnh chết bởi do ông à? Sao? Ngài không dám nói hả? Mau chi liệm thần đang anh mang theo cho các anh em đi mau. Cổ trùng khát máu, lau máu đi. Đi mau. Tên khốn Lưu Kim Sơn. Nếu không vì cứu tôi thì đã không chết. Tạ lĩnh, làm toàn những trò thất đức. Đại nạn ập tới mạnh ai nấy chạy. Giữ được mạng mình hay không là tài cán của mỗi người. Đừng ở đây giả điên giả dại, giả làm người tốt nữa. Vân Tẩm, lại đây. Thì mở cửa đi. Quải gia. Cha. Mẹ của bạn cũ. Cuối cùng tôi cũng tìm được bà. Ròng rã 20 năm tôi phải chịu nỗi đau gặm nhấm xương cốt mỗi ngày đó. Xin mẹ của bạn cũ giải cổ trùng trong người tôi. Thank you.
chạy mau, chạy mau, không chạy là mất mạng đó, mau lên. Nhảy. Nhảy đi. Em sợ độ cao. Giờ mình dụ nó tới đài cao. Vân Cẩm, cô đi đâm huyệt đảng trung. Từ tiết của nó, tôi nhắm huyệt mệnh môn, á môn của nó. Mọi việc phải cẩn thận, chúng ta chỉ có một cơ hội. Được. Anh, vậy còn em? Nấp đi, nấp. Nấp đâu phải là tính của Bảo gia em. Em dụ nó qua đó. Đại Bảo. Lão già họ Lương, tôi ở đây này. Lão già tạp chủng, sao lại thành bộ dạng lớn biết đó dám lừa Bảo gia này. Ông cả gan thật đấy. Có tin tôi giết ông không? Tới đây, tới đây. Đại Bảo. Lão già họ Lưu, Bảo gia chưa chết nhá. Ông lại đây đi. Đại Bảo. Cẩn thận vào. Cẩn thận. Tới đây. Tôi chỉ đi được cùng anh đến đây thôi. Xin lỗi.画的都是什么东西啊？啊？小人儿，他们好像在看某种更可怕的东西。来不及了，快点！没有结束，茄子快撑，还有一条腿，我可没碰着你啊！
是李冠振。90多岁了，还招我爷爷下地，这事情绝对不简单。为了搞清真相，看来咱们必须得去一趟。在这个车里，刚才跟我喝酒的全是咱们同伙。这不可能，不信是吧？扣子反党，各小一方。我们只想当贼，不想杀人。但如果把你们放走啊，你们肯定会找我们麻烦。你们听说过张起灵吗？咱们各凭本事。老大，就是这儿。跑啊！大荒落死，这四个字怎么这么眼熟？大荒落死，我知道了。这个应该是个倒计时，我们必须在早上9点之前离开这里。快走，快走！这儿怎么有四个一模一样的门呀？这是不是之前队伍留下的？哎，这是不是就是李冠振说的那个规则呀？看上去像规则，又好像是警告。胖子，啊，我们去左边，找耳饰。朕要做你们三个留下的东西。哎，不要摸瞎子呀！出事了，回去看看。回去，快快点。是。小哥，你还记得刚刚那个房间里的字吗？不要走回头路。啊？爷爷的笔记上面也记过类似的话，不过有件事是非常明确的，就是我爷爷当年出去了，所以我们一定也能出去。小三爷，对不住啊，我们都听你的，之前看到些什么不妨提点一二啊。这里应该不能走回头路。老大，我们要不要听这孙子的话？吴邪说不能走回头路，咱们该怎么办？试一试就知道了。我们人多，可以分开探路。兄弟，你不信吴邪，其实我也不信。这回头路就由你为兄弟们去趟一下了。那边死人了。哎，我说那边呢，注意。
看规则，免得把人害死。这个船上都是极品古玉，每一枚都价值连城，这应该不是水，是桐油。桐油。地上画了个月亮，月亮上又画了个叉。胖子，这光有问题，小心别被照到。身手不错呀，铁震，这几年和瞎子没白待。铁震，快想办法！水，水，水，有水！小哥，接着！没事吧？哎，坏了！哎呦，我这脖子怎么回事？手脚还不听使唤，快想办法！对，等我给我亲爹缠上点儿。完了，看来咱们得在这儿陪小人了。小哥，小哥，你怎么样？你们先走。好，那我们先去找工具，然后想办法汇合。小哥，你小心点啊！罗素，你捡那些不值钱的石头干什么？这里的规则是全部带走。小心！啥情况啊？全部带走的意思是要连着桐油一起带走，那些石头接触了空气就会自燃，没有我你们走不了，带上我，我不会给你们拖后腿。天真，这儿那边没有路，只能爬上去。天真，手给我。天真，这幅图是我在刚刚那个地宫里看到的。从这幅图上看，现在最主要的是我们应该去这儿主殿。你怎么就确定这幅图一定就是真的？因为这幅图就是我爷爷画的。到了，走。这
这棺材够稀罕的啊。开棺永不见天日，这是规则吗？在这里的一切咱们最好遵守。不开。我下去看看，你小心点。不开。这儿除了刚才那个不能开棺，怎么一条规则都没有啊？啊，这说明除了爷爷和李观镇，没有活人来过这里。在那边的孙子，胖爷我们舍得开的棺材让你给我开了。老子这趟下来，你给我滚下来，死了多少兄弟，我不可能就这么空着手回去。一棺材的金子发财了。这群术士，他们能让所有人都相信眼前所见即为真实。胖子，我们可能要出不去了。这不是什么金沙，而是一颗彗星在掠过地球的时候撒下的一种奇特沙子。这种沙子能令人产生牢不可破的幻觉。我们在进入地宫前应该就已经吸入这种沙子产生幻觉了。但如果一切都是幻觉，李观真为什么要回来？这种沙子让人产生的幻觉和现实是毫无区别的。人并不是非要生活在现实当中，他们也可以选择生活在无法分辨的幻境里。违反七次他会来，是飞夜鬼会来。罗哈，知道出去的办法了。那两个头像的眼睛可以通往地面。胖爷，我不是眼花了吧？这两个眼睛是不是马上就要闭上了？是大荒落。小哥，出口在眼睛。你们先走。站住！